Dát rồi. Bé vô nhà nó dát ít đường. Mấy ngày là hết một thùng đúng không? Ý là mấy ngày hết một thùng nhanh. Cô uống hả? Chắc em nghĩ nó ở nhà nó không uống nước đâu, nó uống nước, sữa không quá. Ghiền lắm. Nó 20 bạch luôn chị. 20 bạch. Lấy cái này cho anh bên đây với Phúc coi. Rồi một vị hương giấy. Mì gì? Hảo Hảo. Chua cây mà ai không thích? Chua cây là thích hết đó. Dâu, dâu. Lấy gì chị?
nó nhiều lắm, nhưng bé nó đang nói dâu nên là đưa dâu giờ nhau nhau bé hơn là chiều nay người ta chở mấy chục thùng mà ông kia cũng lấy lần 5 thùng luôn. Giờ cun nó đang hút lắm. Kiểu ơi, bóc anh thùng hảo hảo giùm nó đã. Đợi anh Kiểu lấy hảo hảo nữa, cái con tính vô luôn. Rồi. Sao không bé nó biết là cun mà nó mua rồi YouTube hay quá. Tặng cho chị trước cũng được đây. Làm sao chị nhớ pho mai ca mai á, ca mai á, à xà bông ca mai có lớp bôi được không? Tại cái lớp bôi nó nhỏ rồi nó màu gã quá à. Nó không có cứng như cái kia mấy nhỏ không. Xích gas thử đi, xích gas
thì thử hai cái này loại này. Tại cái thằng cô em á nó hay dọc nước nó gã hết trơn mà. Mà đừng cho dọc cho. Thử này đi, thử coi cái một cái đi. Rồi. Ý đừng có dọc. Dọc nước nó tan ra liền. Mít mà nó đâu có được. Ý là mình giấu. Cái cục ca mai vậy đó mà nó lâu hơn, nó lâu lên. Chắc nó cứng cáp hơn đúng không? Nói nó bữa trước bữa sau mà nó cũng... nhưng mà biết nó dọc thôi giấu đi. Tại em bé nó thấy cái xà phòng á. Nó dẫn nó phải nhập. Đọc số tích lũy cho chị. 0939. Dạ. Mì có mà, hôm nay nó ổn định lại rồi. Nên là khỏi lo nữa. Tại vì bữa nó hút hàng quá, nó, tại mọi người đều cứ người lấy. Nó bị cung không đủ cầu mà. Milo nước phải không? Chú đặt lon nè, đây nè. Nó đặt bình nè, rồi nó sẽ lon cái này bên kia. Ở đâu? Ở ngoài kia ấy hả? Đây này, ngoài bậc kênh nhá. À, thấy à. Trời ơi. Nó nói nhìn cái gì? Nhìn cái gì đó? Vậy hả? Nó nói vậy luôn hả? Đó, hai bà rồi đó. Cái thùng luôn á. Sao kỳ vậy? Giờ nó ngáo đá dữ lắm. Không. Hai bà đi. Đi bộ. Giác cao sợ nó đang hả? Vậy nó nhủi nhìn gì đâu. Mình đi bộ mà nhìn gì. Nó hết bấy không? Sao giờ nó căng quá anh? Cuộc sống thay đổi quá. Quá trời đi con ha. Dạ. Cái gì? Cái gì? Sao con? Không. Chưa cuốn túi đúng không? Hỏi bé nó lấy vị gì? Vị gì? Đợi một chút chết bà cái ông. Nhân ơi. Cái cháu trưa chờ về mấy thùng sữa cun túi mà ông lấy hết luôn ấy. Rồi xuống lấy. Thì Phúc từ từ ngưng cúng đi Phúc ơi, em cun túi dâu đi cho bé con nó canh hai lần rồi đó.